Vào chùa tham quan và chiêm bái, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của rất nhiều pho tượng Phật và Bồ Tát. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 6 vị Bồ Tát quan trọng và phổ biến nhất trong Phật giáo. Quán Thế Âm Bồ Tát là tên của một vị Bồ Tát phổ biến tại các nước như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước lân cận. Ở Trung Quốc, do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên nhiều khi gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm. Ở Việt Nam, việc thờ phụng Quan Âm Bồ Tát thường thấy là những pho tượng lớn ngoài trời với hình tượng Quan Âm đứng trên đài sen gọi là Đài Quan Âm hay Quan Âm Lộ Thiên, thờ trong một không gian nhỏ ở ngoài sân gọi là Quan Âm Các và thờ trong nhà có ban thờ thì được gọi là Điện Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm ở Việt Nam có thể được biểu hiện qua một số hình tượng như Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Tống Tử, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay một hình tượng rất quen thuộc trong nghệ thuật dân gian, đó chính là Quan Âm Thị Kính. Về các pháp tướng và hình tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát, mình sẽ làm một video riêng nói cụ thể và chi tiết hơn. Bồ Tát Quan Âm thường được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm Bồ Tát thường được diễn tả dưới hình dạng của nữ nhân. Ngài hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ, binh đao. Phụ nữ không có con cũng hay cầu Quan Âm Bồ Tát. Trong thần thoại, văn học bác học và văn học dân gian hay trong kinh sách nhà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh và là Bồ Tát đặc trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là giác tha, tức là cứu vớt và giác ngộ người khác. Nên có thể Phật giáo Đại Thừa đã nâng ngài lên một tầm quan trọng như vậy. Điều này càng làm tăng lên sự sùng kính của người theo đạo Phật đối với Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong các ngôi chùa thường thì chính giữa là tượng Đức Phật, hai bên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy nhiên ở ngoài khuôn viên chùa thì hầu hết đều có tượng Đức Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát mà không thấy hoặc ít thấy hơn tượng của các vị Phật hay Bồ Tát khác. Tùy vào mỗi quốc gia mà truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát này lại có những khác biệt. Nhưng về cơ bản, Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là Quán là quán sát, quan sát, Thế là thế gian, thế giới, Âm là âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát luôn lắng nghe những âm thanh kêu cầu của chúng sinh mà thị hiện để phổ độ. Câu niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát hay Đắc Đại Thế Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo, là bậc đại sĩ trợ tuyên chính pháp cho Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc. Ngài là vị Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài khiến chúng sinh mười phương thế giới thoát khỏi đau khổ, thành tựu đạo quả Bồ Đề. Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Bồ Tát có hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi, dùng hạnh nguyện ấy để trụ trong ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sinh. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký nói: Tây phương cách đây 100.000 ức cõi có Phật hiệu là A Di Đà Như Lai ứng cúng chính biến chi, hiện đang nói pháp. Đức Phật ấy có hai vị Bồ Tát, một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị thị giả giúp Phật A Di Đà trong việc giáo hóa chúng sinh, vì thế được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Trong bức vẽ Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm nhành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Quán Thế Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Câu niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này là Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tên dịch theo âm Hán Việt, thường được gọi vắn tắt là Văn Thù. Dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, cũng có lúc gọi là Diệu Âm, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Lần đầu tiên người ta nhắc tới Văn Thù Bồ Tát trong tác phẩm Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỹ ở thế kỷ thứ tư. Tranh tượng trình bày Văn Thù Bồ Tát với lưỡi kiếm và kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, người ta xem đó là biểu tượng của trí tuệ phá đêm tối của vô minh. Về sau chúng ta thường thấy Văn Thù cưỡi trên một con sư tử. Trong Phật giáo Tây Tạng, các vị luận sư xuất sắc như Tông Khách Ba thường được xem là hiện thân của Văn Thù dưới tên là Diệu Âm, nghĩa là người với tiếng nói êm dịu. Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Văn Thù được Phật Thích Ca đích thân giao phó cho việc truyền bá Phật pháp tại đây, và Ngũ Đài Sơn chính là nơi Bồ Tát thuyết pháp. Vì vậy Ngũ Đài Sơn cũng được xem là trụ xứ của Văn Thù. Một thuyết khác nói rằng Bồ Tát cũng đã từng xuất hiện tại Trung Quốc trong thế kỷ thứ nhất đời vua Hán Minh Đế. Câu niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này là Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân ở khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương phía đông cõi Ta Bà. Nghe thế giới này thuyết Kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì chính Pháp của Đức Phật. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo Pháp và đại diện cho bình đẳng tinh trí, tức là trí tuệ thấu hiểu cái nhất thể
thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài cưỡi voi trắng 6 ngà, voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng 6 giác quan. Phổ Hiền thường xuất hiện trong bộ ba cùng với Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Sư Lợi, gọi là Thích Ca Tam Tôn. Ngài đứng bên phải, còn Văn Thù đứng bên trái, và có khi họ được vây quanh bởi 16 thiên thần bảo vệ cho kinh Bát Nhã. Câu niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một vị tỳ kheo phương Đông. Địa Tạng Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho tới khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, và Ngài nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục còn chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vương Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bảo thai chết yểu. Địa Tạng Vương thường được mô tả là một vị tỳ kheo với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục và đánh tan mọi sự đau khổ, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Địa Tạng Vương ở Trung Quốc và Việt Nam được khắc họa tượng cưỡi trên một con linh thú đế thính hay thiện thính, có hình dáng như một con kỳ lân có một sừng. Một số khắc họa linh khuyển đế thính này trông như một con sư tử tuyết Tây Tạng màu lam, trông giống như một con chó ngao Tây Tạng. Những tranh tượng ở Trung Quốc và Việt Nam cũng khắc họa Địa Tạng Vương Bồ Tát đội mũ thất Phật và mặc áo cà sa đỏ, vốn là hình ảnh của tu sĩ Phật giáo Bắc truyền. Hình tượng nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết Tây Du Ký rất giống hình tượng này. Ngoài ra, Địa Tạng Vương rất dễ nhầm lẫn với Mục Kiều Liên vì có nhiều điểm tương đồng về trang phục, mặc áo cà sa và tay đều cầm tích trượng. Ở Việt Nam khi người ta điêu khắc thì sẽ có sự phân biệt, khi là Địa Tạng Vương thì sẽ đội mũ thất Phật, trong khi đó Mục Kiều Liên thì không đội mũ mão. Địa Tạng thường được điêu khắc ngồi trên tòa sen hoặc cưỡi đề thính, trong khi Mục Kiều Liên thì đứng, ông không ngồi mà luôn ở thế đứng. Một đặc điểm phân biệt là Mục Kiều Liên tay trái không cầm gì hoặc cầm bình bát, trong khi Địa Tạng tay trái sẽ cầm viên ngọc Như Ý. Câu niệm danh hiệu của vị Bồ Tát này là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc là cách phiên âm dịch nghĩa là người có lòng từ, cũng có thuyết có tên là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán Việt là A Dật Đa, là một vị Phật hay Bồ Tát trong quan niệm của Phật giáo. Trong Phật giáo Tây Tạng, Di Lặc được thờ cúng rất rộng rãi. Trong Phật giáo Trung Quốc từ thế kỷ thứ 10, Hòa Thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Phật Di Lặc. Điều này dẫn đến rất nhiều hình tượng Phật Di Lặc bị khắc họa là một ông già to béo đang cười. Theo kinh sách, Di Lặc là một vị Bồ Tát, cũng là một vị Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. Truyền thuyết kể lại rằng, Ngài xuất thân trong dòng Bà La Môn Ấn Độ, xuất gia theo Phật, sau đó nhập diệt trở về cõi giáo hóa của Bồ Tát. Ở đây Ngài tiếp tục tu tập, thuyết giảng giáo pháp rồi sẽ hạ sinh trở lại trần gian thành Phật để kế tục sự nghiệp truyền bá chính pháp của Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này trong khoảng 30.000 năm nữa. Ngài là một trong những trường hợp hiếm hoi trong Phật giáo được cả hai truyền thống Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền công nhận. Di Lặc là vị Bồ Tát duy nhất được các tông phái Phật giáo từ Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Tông tôn kính. Về mặt an vị, tượng Bồ Tát Di Lặc trong hệ thống tượng Pháp ở các chùa Việt Nam không theo hệ thống sắp xếp cố định, mà tùy vào từng không gian của chùa và sự tôn trí của các vị trụ trì đương nhiệm. Đối với các chùa ở miền Bắc, tượng Bồ Tát Di Lặc thường được thờ ở đại điện. Có chùa tôn trí Ngài ở giữa, hai bên là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền làm thị giả. Có chùa tôn trí Ngài ngồi ở giữa, có Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hai bên. Các chùa ở miền Trung và miền Nam thì thờ riêng. Chùa Thiên Mụ ở Huế thì thờ Ngài ở bên ngoài phía trước điện Phật. Các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh hay miền Nam có khuynh hướng thờ Ngài ở mặt tiền của chính điện, thờ ở một bên hoặc tôn trí lộ thiên. Với những ai đã bước chân vào chùa thì đều có cảm giác chốn tôn nghiêm nơi cửa Phật, bỗng bừng sáng một nụ cười. Nụ cười biểu trưng cho lòng từ bi và sự hoan hỷ, quên đi những sầu não trong cuộc đời, đó chính là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Câu niệm danh hiệu của Bồ Tát này là Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Trên đây là 6 vị Bồ Tát phổ biến nhất trong Phật giáo. Hy vọng các bạn đã có thêm những kiến thức cho riêng mình.